Giá heo hơi hôm nay, ngày 22 tháng 3, cao nhất 51.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay, ngày 22 tháng 3 đồng loạt đứng yên. Theo các thương lái, nguyên nhân giá heo hơi giảm là do nguồn cung dồi dào mà lượng tiêu thụ thì chậm đã khiến giá heo vẫn liên tục tụt dốc. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc quanh mốc trung bình là 49.000 đồng mỗi kg. Thị trường heo hơi tại miền Bắc không ghi nhận biến đổi mới về giá trong ngày hôm nay hiện tại, mức giao dịch thấp nhất khu vực là 48.000 đồng mỗi kg, tiếp tục được ghi nhận tại các tỉnh Cổ Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình. Giá heo hơi tại các tỉnh Bắc Giang và Vĩnh Phúc hiện đang là 49.000 đồng mỗi kg. Thương lái tại các tỉnh thành còn lại đang thu mua heo hơi ở ngưỡng 50.000 đồng mỗi kg, cao nhất khu vực. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 48.000 đến 50.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 4.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 48.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 48.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 50.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 48.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 50.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 50.000 đồng mỗi kg. Thái Bình là 50.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 48.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 49.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 50.000 đồng mỗi kg. Ninh Bình là 48.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 50.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên thấp nhất 47.000 đồng mỗi kg. Theo ghi nhận, giá heo hơi cũng đứng yên không đổi so với ngày hôm qua. Cụ thể, heo hơi tại tỉnh Hà Tĩnh đang được giao dịch với giá thấp nhất khu vực là 47.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó, 50.000 đồng mỗi kg là giá thu mua heo hơi cao nhất được chứng kiến tại Quảng Bình, Quảng Nam. Bình Định, Khánh Hòa và Bình Thuận, khoảng giá 48.000 đến 49.000 đồng mỗi kg được ghi nhận tại các tỉnh còn lại. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 47.000 đến 50.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 48.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 48.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 47.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 50.000 đồng mỗi kg. Quảng trị là 49.000 đồng mỗi kg, thừa Thiên Huế là 49.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 50.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 48.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 50.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 50.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 49.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 49.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 49.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 50.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam cao nhất 51.000 đồng mỗi kg. Ở khu vực phía Nam, giá heo hơi hôm nay cũng đi ngang theo xu hướng chung của thị trường. Theo ghi nhận, giá heo hơi tại thành phố Vũng Tàu là 48.000 đồng mỗi kg, thấp nhất khu vực. Thương lái tại Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Trà Vinh, Bến Tre và Sóc Trăng đang giao dịch heo hơi với giá 49.000 đồng mỗi kg. 50.000 đồng mỗi kg là giá thu mua được ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Tiền Giang. Heo hơi tại các tỉnh thành còn lại được giao dịch với giá cao nhất khu vực là 51.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay giao động trong khoảng 48.000 đến 51.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 49.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 49.000 đồng mỗi kg, thành phố Hồ Chí Minh là 50.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 50.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 49.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 48.000 đồng mỗi kg, Long An là 5. 10.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 50.000 đồng mỗi kg, An Giang là 51.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 50.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 51.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 51.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 51.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 51.000 đồng. Mỗi kg Tiền Giang là 50.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 51.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 49.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 49.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 49.000 đồng mỗi kg. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay đứng yên trên diện rộng. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 47.000 đến 51.000 đồng mỗi kg. Cập nhật thông tin giá heo hôm nay. Theo các thương lái, nguyên nhân giá heo hơi giảm là do nguồn cung dồi dào mà lượng tiêu thụ thì chậm đã khiến giá heo vẫn liên tục tụt dốc. Điều đáng nói là, dù giá heo hơi giảm sâu trong thời gian qua nhưng chi phí chăn nuôi mỗi ngày lại tăng thêm. Đến thời điểm này, giá cám tăng hơn 100.000 đồng mỗi bao 50kg, hiện ở mức 350.000 đồng mỗi bao cho heo sinh sản, hơn 400.000 đồng mỗi bao 50kg cho heo thịt với mức giá thức ăn này cộng với công chăm sóc trung bình mỗi con heo từ lúc bắt đầu nuôi đến khi xuất chuồng tăng lên khoảng 5,5 đến 5,7 triệu đồng mỗi con, trong khi trước đây chi phí này chỉ khoảng 3,7 đến 4 triệu đồng mỗi con. Bên cạnh đó, chi phí phục vụ chăn nuôi cũng tăng như thuốc thú y, điện, nước, chi phí thuê mướn nhân công và xây dựng chuồng trại. Theo báo Bình Thuận, dự báo chăn nuôi heo trong năm 2023 sẽ tiếp tục gặp khó khăn giá con giống và thức ăn chăn nuôi tăng cao ngày càng nhiều hộ bỏ chuồng khi chăn nuôi công nghiệp phát triển nông dân rất khó cạnh tranh về giá thành sản xuất nên chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ chắc chắn sẽ còn bị thu hẹp